Hello các bạn, đây là một cái video rất đặc biệt và mình đang rất là sung sướng ha. Hy vọng các bạn sẽ chia sẻ niềm vui này với mình. Đây là chiếc xe BMW K1600 đời 2022, một trong những chiếc xe đầu tiên ở nước Mỹ này, hoàn toàn mới các bạn ha. Thì chiếc xe này mình nhờ anh Vũ đặt mua từ năm ngoái ha, từ lúc BMW Motorrad vừa ra mắt online trên toàn thế giới. Thì mình với anh Vũ đã chat với nhau và đã quyết định là đặt cọc với chiếc xe này. Thì đúng ngày hôm qua ha, thì chiếc xe này mới chính thức về cái shop này. Và cái shop này chỉ được 4 chiếc rồi các bạn, 4 chiếc mà 3 người kia lấy rồi. Mình bay qua một cái là hôm nay là ngày 7 rồi, hôm qua mình đi ngày 6 thì 3 người kia lấy rồi. Hiện tại thì chiếc xe này không còn trên thị trường nữa. Và hầu hết những cái cửa hàng BMW trên toàn nước Mỹ đã hết xe, kể cả Canada luôn. Tại mình theo dõi rất là nhiều chiếc cái diễn đàn của K1600 ha. Thì đa số bây giờ nếu mà các bạn muốn chiếc xe này á, thì ngay tại Mỹ muốn đặt cọc á, thì phải tầm tháng 7 đó, một số nơi nó nói tháng 7 mới có. Thì cái điểm thay đổi các bạn thấy không, cái màn hình rồi cái chỗ để đồ nè, lát mình sẽ quay cho các bạn thấy. Và chiếc xe đã được anh quản lý cửa hàng gắn cái chữ sold, tức là đã bán rồi. Là anh Vũ đã giúp mình đăng ký giấy tờ biển số xong rồi. Thì bây giờ anh em ra nhận xe. Thì chiếc xe trước đây cũng K1600 Grand America màu xanh lá chuối đó, mình có đem qua nhà anh Vũ để đó. Thì chiếc xe đó hồi xưa mình mua của anh Phúc. Thì từ lúc mình quyết định lấy chiếc này thì anh Phúc lấy lại chiếc đó. Tức là anh Phúc đã gọi là lấy lại. Và mình đã để lại cho anh Phúc rồi. Cho nên là giờ chỉ mình thay qua cái chiếc này các bạn ha. Đó, cái dàn đèn nè, đó đá đèn anh Vũ nè, đẹp không anh Vũ? Kinh, đẹp lắm không? Đẹp lắm. Để em xuống em coi thử nha. Đây đá chưa? Không, đó đó cứ nằm im ấy. Đây. Đá lên còn đẹp dữ nữa. Để em đè nổ thử nha. Ừ. Đó. Đèn liếc theo mắt cua luôn, đá nè. Đó, wow. Những cái bóng này giống như bixenon trên xe ha, những cái bóng này. Thay đổi lớn nhất trên cái chiếc xe K1600 này các bạn, so với chiếc xe trước là đầu tiên là cái dàn đèn này. Dàn đèn này là hoàn toàn mới luôn ha. Thì trước cái K1600 đời 2022 này thì cái dàn đèn này được áp dụng trên chiếc RT đời 2022 này. Nó liếc theo góc cua luôn phải không Vũ? Vừa liếc vừa lên vừa xuống luôn. Vừa liếc qua góc cua, khi các bạn cua nó tự động liếc rồi bật lên bật xuống luôn. Và bốn cái bóng vuông vuông ở đây rất là đẹp, nó giống như những chiếc BMW đời mới X7 rồi đó, X5 X7 đời mới ha. Rồi cái thiết kế tổng thể thì nó không có thay đổi, không thay đổi về thiết kế tổng thể. Cái kính này nó làm nhỏ gọn hơn. Đây là cái bản Badger ha. Nó còn một cái bản, ba bản nữa, một bản là Grand America thì nó có thùng tốp, rồi một cái bản GT và GTL nữa thì nó cái đuôi nó giống như RT đó. Còn cái này cái đuôi nó cấp xuống, nó trẻ trung đẹp hơn. Rồi bên hông, tất cả ngoại hình thì không có gì thay đổi nhiều so với những cái bản trước đó các bạn ha. K1600 Badger logo đây, BMW đây. Đây là cái chỗ gác chân, mình đi đường dài thì mình có thể duỗi chân ra đây. Còn nếu các bạn đi đường ngắn thì các bạn vẫn đạp chân trên cái chỗ truyền thống ở đây ha. Thắng đây đặc biệt nó cũng trang bị cho mình cái đèn trợ sáng ở bên dưới. Và bữa mình có đặt cái option là có đèn chiếu xuống gầm nữa hả anh Vũ? Chắc buổi tối có một cái đèn chiếu xuống cái sàn nhà nữa các bạn. Nói chung thiết kế tổng thể thì không có gì thay đổi. Ra phần sau, cốp xe đó, cốp xe cũng vẫn vậy các bạn. Cái bản Badger và bản Grand America thì nó vuốt xuống ha, nó vuốt xuống trẻ trung hơn. Là cái bản GT, bản GT là nó cái đuôi nó giống y chang chiếc RT. Mở cốp cho các bạn coi đây. Nhấn vô ha, có cái nút khóa này, nhấn vô thì mở ra. Mình có mua cái túi rồi, lát nữa mình sẽ bỏ trong này. Đó, đậy lại nhẹ nhàng như vậy. Thì cái chỗ này có cái chỗ sưởi nè. Đó, cái nút này mình sưởi ghế cho hành khách ngồi ở sau, bấm vô đây. Đặc biệt cái phần bô năm nay thì nó sản xuất theo cái tiêu chuẩn khí thải Euro 5, đáp ứng cái chuẩn mới nhất mà Mỹ họ yêu cầu các bạn. Cho nên nó nâng cấp lên, cái bô này nó êm hơn, chuẩn khí thải mới nhất. Đó thì sắp tới mình sẽ order một cái bô Akrapovic, nhưng mà hiện tại Akrapovic nó chưa sản xuất cho cái model 2022 này ha. Rồi những cái đường nét bên ngoài thì nó chỉnh lại chút xíu cho cảm giác nó thời trang hơn, đẹp hơn. Đặc biệt là cái màu sơn, mình với anh Vũ quyết định chat qua chat lại chọn, thì cuối cùng hai anh em chọn cái màu sơn này. Cái màu này thì nó màu nhám các bạn, không có bóng, nhám ha. Đó, riêng cái chỗ này thì bóng đen nè, cái chỗ giữa bên xăng nè. Đó, và cái má bên này. Đó, đây là cánh gió các bạn ha. Khi mà các bạn đi xa đó, các bạn muốn mát đó, thì các bạn bật cái cánh gió này ra. Đó, bật ra một cái thì gió nó sẽ luồn vô đây. Nó đi từ bên này nữa nè, ngay cái hốc dưới các bạn ha. Nó đi hốc này. Đó, nó lấy gió đi lên đây, đi lên đây. Đó, Đạt kéo mạnh ra. Đó, nó luồn gió đây, rồi nó lấy gió đây luôn. Đó, rồi bắt đầu nó tấp vô người mình ha. Hai bên nó xỉa vô. Còn khi nào mà lạnh thì các bạn đóng lại ha. Có luôn, đời trước có luôn. Kính chiếu hậu, kính tăng chỉnh bằng điện hết ha. Đó, rồi cái mặt trước là vậy. Rồi bên đây có một số nút đây. Thì những cái đây là những cái bộ nhớ ha. Các bạn nghe đài FM đồ, nghe nhạc nghe đồ thì chỉnh trên này hết. Dàn loa họ nâng cấp lên thế hệ mới. Yên thì cũng như vậy thôi. Đó, cớp, yên, mọi thứ là không có thay đổi. Nhưng cái bộ máy này ha, máy 6 xi lanh thẳng hàng truyền thống của dòng BMW K1600 thì năm nay họ nâng cấp lên, tinh chỉnh bên trong và cho tăng thêm mô men xoắn cao lên, và tăng được mấy mã lực đó anh Vũ? Mấy mã lực, đúng rồi. Tăng thêm khoảng 5-6 mã lực gì đó, 5 mã lực, giúp cho cái xe nó vận hành trơn tru mượt hơn. Thì mấy anh thợ đây cũng như anh Vũ đã thử rồi, bốc hơn, chất lượng mô men xoáy nó tới sớm hơn nữa. Mô men xoáy tới sớm hơn và cho cái độ vọt đã hơn, đúng không? Yeah. Về giấy tờ thì anh Vũ đã đăng ký giúp xong hết ha. Bản số này tạm chạy được 90 ngày, sau đó cấp cái bản số thật, rồi sau đó mình sẽ đổi qua Mai Nguyên Rider. Rồi cái phần sau anh Vũ thấy đẹp không? Cái phần đuôi nè, giống y hệt ha. Dàn đèn ở đây thì mình sẽ cột một cái túi ngang ở đây, thì mình thích nó bụi bặm hơn là gắn một cái thùng tớp to cồng kềnh đây. Thì ở Mỹ các bạn biết là mình đi mình sợ gió lắm, mình không có sợ mưa, không có sợ nắng, mà mình sợ gió ha. Cho nên bỏ cái thùng tớp ra thì nó sẽ lướt đi mượt mà hơn. Đó, cái phần chiều cao thì chiếc xe này nó không cao lắm các bạn. Như mình cao 1m67, ngồi lên cảm thấy không có nhỏ đâu anh Vũ. Vô bộ giáp ha, vô giày, vô bộ giáp lên thì cảm thấy ngồi rất là vừa tầm ha. Rồi đó là cái bên ngoài, máy móc, bô thay đổi. Rồi thay đổi lớn nhất mà anh Vũ quay giùm em chỗ này. Thay đổi lớn nhất là cái màn hình các bạn, và cái đèn trước ha. Loa thì họ nói là nâng cấp lên hệ thống 2.0 mới. Những cái cụm điều khiển, thì nó cũng tương tự như chiếc K ngày xưa thôi. Giống như dòng GS đồ của mình đang chạy ha. Có cái nấm xoay ở đây, rồi cruise control ở đây, rồi đây kính chỉnh điện nè. Đó, gió thì mình bật lên. Cái kính này nó cũng gọn gàng hơn, nhìn rất là thời trang luôn, rất là nhìn nó gọn cái xe. Đó, còi nè. Wow, dữ vậy hả? Hết hồn không? Còi xe hơi luôn à. Trời ơi, kinh hồn. Rồi, đèn, đuốc, chỉnh chế độ mode đồ các kiểu ha, nằm hết trong này. Đây, đặc biệt là nó có cái bản đồ navigation, thì mình sẽ connect với cái app của BMW y chang những cái trong điện thoại mình, y chang chiếc GS vậy đó ha. Đúng cái app đó thôi. Bây giờ mình connect vô đây thì tự động. Rồi nếu mà mình connect vào cái nón bảo hiểm mình nữa thì nó sẽ đồng bộ hết, và nó dẫn đường ở đây, nó nói trên cái nón mình luôn. Rồi những cái thông tin ở đây thì mình bấm cái menu này các bạn ha. Bấm menu này. Đó thì nó ra những cái thông tin trip bao nhiêu. Đó, rồi thời gian nghỉ ngơi, cái thông lớp số, rồi xăng còn được 106 mile. Rồi nửa đó, bình. Nửa bình. Rồi trip nè, ô đô bao nhiêu. Rồi cái thay đổi về cái giao diện nữa. Cái này không có cảm ứng đâu anh Vũ. Không. Xe cho nên họ không làm cảm ứng các bạn, đặc biệt là xe mô tô ha. Thì ở đây mình lắc cái con lăng này qua thì nó sẽ thay đổi những cái thông số ở đây nè. Đây trip computer nè, đây onboard computer. Rồi mình muốn full cái màn hình ra để mình thấy cái km, cái đồ thị rộng ha. Đó, mình bấm qua bấm lại thế này, từ từ lát về nhà mình vọc ha. Đó, bấm xuống, bấm cái mũi tên xuống thì nó ra là thông số về chiếc xe của mình. Lắc qua là radio, lắc qua là navigation, lắc qua là media, telephone, setting. Rồi bắt đầu mình lại bấm xuống, mình setting cho nó. Nó cũng y chang trong xe hơi vậy. Cái màn hình này to hơn 12 inch, bằng chiếc Series 3 luôn. Nhiệt độ giờ đang là 75 độ F. Thì đây cái màn hình rất là giá trị so với ngày xưa các bạn. Ngày xưa là hai cái dòng ha, cái đồng hồ truyền thống. Đó, thì bây giờ là cái màn hình rất lớn, hệ thống loa mới và cái đèn hoàn toàn mới. Còn cái form thì nó không thay đổi nhiều. Rồi cái này trả cho ông chủ tiệm. Đó, đây trả lại cho ông chủ tiệm Vũ Phan Cali. Và chiếc xe này chính thức được ông Mai Nguyên Rider sở hữu, là một trong những người đầu tiên ở Mỹ, phải anh Vũ? Đúng vậy, người Việt Nam luôn. Chắc người Việt Nam đầu tiên quá ha. Chắc chưa ai người Việt Nam sở hữu chiếc K1600 mới này ha. Xe này nó rất limited luôn, nó muốn nhiều người coi muốn lắm nhưng mà không có đó. Anh Vũ nói là chiếc xe này nhiều người muốn mà không có, do không có đặt trước các bạn. Và cái số lượng sản xuất của BMW kể cả xe hơi luôn bây giờ rất hạn chế ha. Họ phân chia cho một cửa hàng được mấy chiếc này thôi, và đa số người ta đặt trước hết rồi. Đó, rất hài lòng. Rồi những cái video tiếp theo mình sẽ chia sẻ, và mình sẽ chạy chiếc xe này khoảng 1 tháng ở Mỹ. Nó sẽ đồng hành với mình, anh Vũ và Đạt quán cơm. Ghê chưa? Đạt tới ngồi coi, cho thằng em nó chia sẻ niềm vui. Ngồi thử coi bữa nào. Rất là mê GS nhưng mà phải thử qua cái này. Để cho Đạt nó cảm nhận coi vài lời coi nó có nói nên cái lời nào hay không. Rồi, tướng em sao? Em cao 1m7. Cao 1m7, tướng mập về lên này vừa hơn nè. Cao 1m7 mà mập nữa. Tướng mập nó, xe nó mập về nè, mình đi. Ngồi xuống, ngồi xuống. Đó. Ngồi xuống. Rồi để trèo lên coi hai người coi sao nha anh Vũ. Con có chở nó được qua Cali thôi, cho nó đi xe đầu hoàng. Không chịu ngừng sao đâu. Hả? Không, này nếu mà không có hành lý gì nhiều thì chắc hai người vẫn ok. Ghê chưa? Đúng không? Ồ, hai người ngồi ngon á Vũ. Êm ghê ha. Chỉ là không có gì để dựa thôi. Cầm tay đã. Cầm tay đã. Không có chật chội gì hết đúng không? Được anh Vũ. Được. Wow. Chiếc xe BMW K1600 đầu tiên. Chạy này mà xuống quận Cam là nhẹ nhàng luôn á. Chạy tàn ha. Thoải mái lắm. Xe này muốn tàn là tàn muốn nhanh là nhanh. Muốn tàn là tàn muốn nhanh là nhanh à. Rồi để Đạt qua cơm thử một vòng các bạn. Ghê thiệt chứ. Lên rồi á. Kính chỉnh điện. Rồi thử vòng hả Đạt. Ghê chưa, ghê chưa. Wow. Ngầu quá luôn. Ngầu như trái bầu luôn ha. Ghê chưa. Đó. Đẹp quá, đẹp luôn. Đình Phong bảo trì bảo dưỡng xe. Thank you so much. No, thank you. Yeah. This is my new. I see you on video, Mr. Vũ. Yes, hiding. Every day. I think we met before. Yeah, probably. Yeah, you remember last year GS. Anh này anh làm trong phòng service chỗ anh Vũ làm các bạn. Cái cửa hàng sau nè. Rồi các bạn, nói thêm một chút xíu cái cải tiến để kỳ này ha, là cái hộp này nè. Rồi để mình mở nguồn lên nha. Mình mới với anh Vũ gắn cái bát quắc lóc vô để mình chạy về ha, mình gắn ngay chỗ này. Do cái chỗ này nó hình tròn á, cái trục ngang nè, dễ gắn. Đây các bạn, nó có một cái cải tiến ha. Thì đây là một cái hộp đồ mà nó giấu trong cái chỗ này nè, rất ít người biết ha. Thì ngày xưa ở chỗ này là để cái Garmin nè, để Garmin nhét vô, cái Garmin gọi là cù bắp á. Thì bây giờ chỗ này là trước là hai cái đồng hồ tròn, đồng hồ ngày xưa á, giờ thay bằng một cái màn hình hơn 12 inch vô đây. Rồi để mình tháo được cái hộp này ra thì các bạn chỉnh cái kính lên, chỉnh điện ha, chỉnh hết cái kính lên. Rồi chỗ này nó có một cái nút ở đây đó, cái nút tiềm ẩn. Hồi nãy giờ em với anh Vũ mà hai ông mò gần chết luôn, không biết cái nút này các bạn, nó mới ha, không biết là cái nút này nè đó, nhấn vô nó sụp cái hai cái chốt này vô thì nó mở cái hộp này lên. Thì trong cái hộp này á, thì mình để đựng điện thoại trong này và sạc điện thoại luôn. Nó có chỗ mình cắm USB-C ở trong này nè, hoặc để cái bóp mình trong đó hoặc để bóp ví đồ này kia trong này được ha. Để mình để cái bóp thử coi. Đó, bóp nè, nhét trong này. Đó, cất lại. Đó, bỏ tiền rồi trong đó cũng được các bạn. Nói chung là để cái gì mà đừng có cấn á ha. Đó, rồi thả kính xuống. Rồi mình chưa có chép nhạc các bạn, chưa chép nhạc vô. Giờ cho các bạn nghe thử cái đài FM nè. Đó. Sunny 102.3, the Valley's Feel Good Station. I thought John Legend looked so good at the Grammys and his wife. She looked beautiful and I loved. Đây là cái chìa khóa của nó các bạn ha. Nó cũng như cái chìa khóa xưa giờ thôi, giống như y chang trên GS ha. Đó, chìa khóa keyless go ha. Thì mình chỉ cần bọc cái chìa khóa trong người thôi. Rồi cái bình xăng cũng vậy ha. Bình xăng nó cũng ghi nè, keyless drive ha. Thì mình để cái chìa khóa gần là mình mở bình xăng, nó y chang GS thôi, không khác gì hết ha. Đó, rất đẹp các bạn. Chiếc xe này được bên hãng nhập về 2 ngày trước đây các bạn. Mặc dù mình có nhờ anh Vũ để nguyên cái thùng để qua mình đập thùng cho nó hoành tráng, nhưng mà do cái quá trình vận chuyển, chuyển xuống shop, rồi họ làm những cái việc như là thủ tục đưa vô kho, rồi họ kiểm tra xe, rồi đổ dầu nhớt, xăng cộ, và họ đưa ra shop để trưng bày, để giao xe cho mình, cho nên là mình không có cái thùng nguyên vẹn để đập giống như mình làm những cái video đập thùng ở Việt Nam các bạn. Mình xin kết thúc video nhanh. Trên tay chiếc BMW K1600 phiên bản đời 2022 ở đây. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo, những video trải nghiệm chiếc xe này trong những ngày mình ở Mỹ. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn.